chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Ngày 4 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được nối điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tất cả những nội dung các chuyên đề đều tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Ngày 2 tháng 12 năm 2023, xã Thanh Hương đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Về dự lễ có các đồng chí Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Văn Hằng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trình Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng đại diện các ban phòng ngành của huyện. Thanh Hương là xã miền núi, có 1.612 hộ với 6.128 nhân khẩu. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 3.261,96 ha. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, điểm xuất phát thấp, dân cư sống rải rác không tập trung, địa bàn đồi núi khe suối nhiều, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lớn, vừa là mục tiêu vừa là động lực trong phát triển kinh tế xã hội. Nên những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hương đã dồn sức tập trung huy động với tổng kinh phí đã thực hiện trên 112,5 tỷ đồng. Ngoài nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã cũng đã đầu tư trên 13 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 13,3 tỷ đồng, trong đó đóng góp trực tiếp xây dựng các công trình là 6,6 tỷ và hiến đất và tài sản trên đất làm giao thông là 32.000 m2 với trị giá 6,7 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 9,6 tỷ đồng. Các hoạt động nâng cấp chỉnh sửa làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn trong thời gian qua đã huy động được tổng nguồn lực với số tiền là 65 tỷ đồng. Là điểm nhấn rõ nét và sôi nổi nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới, với các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được đầu tư, trạm y tế và các nhà trường đều đạt chuẩn quốc gia, hệ thống chính trị đều đạt vững mạnh xuất sắc, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 43,28 triệu đồng một người trên một năm, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm sau thấp hơn năm trước. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, ngày 18 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận xã Thanh Hương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm 2022. Nhân dịp này có 4 tập thể và 4 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, có 6 tập thể và 6 cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen và có nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày 5 tháng 12, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện do đồng chí Trình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dẫn đầu đã đến thăm tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh huyện nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 6 tháng 12 năm 1989, 6 tháng 12 năm 2023. Phát biểu chúc mừng cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao những đóng góp của các cấp hội và lực lượng cựu chiến binh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế của huyện thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, với uy tín và kinh nghiệm của mình, lực lượng cựu chiến binh đã luôn thể hiện vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị các cấp thật sự ổn định, vững mạnh, từ đó góp phần định hướng và nêu gương sáng cho thế hệ trẻ học tập về sự cống hiến, hy sinh, khắc phục gian khó, quyết tâm bảo vệ thành quả của cách mạng Việt Nam.
Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp với chính quyền, mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, nhất là luôn tiên phong trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh và trong công tác xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Thời gian tới, đồng chí mong muốn Hội Cựu chiến binh tiếp tục động viên cán bộ, hội viên các cấp hội tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong các phong trào thi đua, làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tích cực gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, nhân rộng các mô hình cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện dành cho hội. Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ hội viên sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, qua đó góp phần vào thành tích chung của huyện nhà. Nhân dịp này, một số cơ quan đơn vị cũng đã đến tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh huyện. Trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 12, đoàn công tác của huyện do các đồng chí Lê Đình Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đi tham quan về mô hình xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi đi tham quan học hỏi kinh nghiệm của các hộ dân chuyên trồng và sản xuất các loại cây trồng như cam sành, bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ trên địa bàn huyện Hàm Yên, đoàn đã có buổi làm việc với huyện Hàm Yên để nghe tình hình sản xuất theo chuẩn Việt Gáp hữu cơ trên địa bàn huyện. Là huyện miền núi có nhiều điểm tương đồng với Thanh Chương như đất đai, cơ cấu cây trồng. Đến thời điểm này, huyện Hàm Yên đã có trên 1.382 ha cây trồng các loại đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, trong đó có 1.251 trên 5.100 ha cam, 13 ha bưởi, 39 ha chè, 52 ha chanh. Diện tích cam bưởi hiện nay đang sản xuất hữu cơ là 34,5 ha, sản lượng hàng năm đạt 4.685 tấn, doanh thu hàng năm bình quân đạt trên 300 triệu đồng một ha, cao hơn gấp 1,5 lần so với sản xuất thông thường. Về quy trình sản xuất, hàng năm Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Yên đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn chủ động phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh căn cứ quy trình tiêu chuẩn sản xuất để triển khai thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ trên các loại cây trồng chủ lực của huyện. Bước đầu thực hiện là lựa chọn hộ, thành lập tổ nhóm sản xuất hữu cơ và tổ chức tập huấn quy trình sản xuất hữu cơ cho các hộ. Quá trình thực hiện có sự giám sát chéo chặt chẽ của các hộ với nhau từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là khâu thu hoạch sản phẩm. Để tránh việc trà trộn sản phẩm, huyện đã chỉ đạo chỉ xuất tem truy xuất nguồn gốc đúng với số lượng đơn hàng đã đặt và chỉ kích hoạt tem trong ngày. Sau khi hoàn thành việc dán tem truy xuất nguồn gốc, người phát tem và chủ hộ chốt mã số tem đóng hộp, sau đó mới kích hoạt số tem đã dán. Để khuyến khích và hỗ trợ nhân dân trong việc đầu tư sản xuất theo hướng bền vững, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, quá trình sản xuất hữu cơ cũng gặp không ít khó khăn, đó là sản xuất hữu cơ còn mang tính nhỏ lẻ và manh mún. Quy trình sản xuất yêu cầu khắt khe và khó áp dụng, năng suất và sản lượng hữu cơ đạt thấp, tốn nhiều công lao động. Trên cơ sở đó, lãnh đạo và các thành viên tham gia trong đoàn của hai đơn vị đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc sản xuất hữu cơ, trong đó tập trung vào những giải pháp để thực hiện hiệu quả. Đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã khẳng định, Hàm Yên và Thanh Chương là hai huyện có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên cũng như lựa chọn hướng đi trong phát triển kinh tế. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, hai huyện cùng phối hợp hỗ trợ và chia sẻ với nhau về mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó chú trọng nhất là quy trình sản xuất để Thanh Chương nhân rộng mô hình sản xuất cam bưởi theo hướng hữu cơ nhằm tạo ra những vùng chuyên canh lớn đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao giá trị của sản phẩm. Chiều ngày 1 tháng 12, Đảng ủy xã Thanh Phong đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã. Đây là chi bộ quân sự xã đầu tiên trên địa bàn huyện. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong ban tổ chức huyện ủy, ban chỉ huy quân sự huyện. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe công văn hướng dẫn 1332 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương về việc thành lập chi bộ quân sự xã. Theo đó, chi bộ quân sự xã Thanh Phong có 6 đảng viên, chỉ định đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã giữ chức vụ Bí thư chi bộ quân sự xã Thanh Phong. Về dự và phát biểu tại đây, đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy xã Thanh Phong trong quá trình tổ chức lễ công bố quyết định, đồng thời mong muốn thời gian tới, chi bộ quân sự xã Thanh Phong cần bám sát vào sự hướng dẫn của cấp trên để hoạt động hiệu quả.
Phát biểu và nhận nhiệm vụ trước chi bộ, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phong đã xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng để lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng lực lượng, tập trung xây dựng chi bộ quân sự xã thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Sáng ngày 3 tháng 12, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thanh Chương phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023. Với tinh thần trao giọt máu đào tiếp thêm sự sống, ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023, huyện Thanh Chương đã thu hút được hơn 700 cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia. Việc hiến máu được thực hiện bài bản, đúng quy trình, các tình nguyện viên hiến máu đều đảm bảo an toàn, sức khỏe ổn định. Qua khám sàng lọc, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tiếp nhận được gần 700 đơn vị máu và chuyển giao cho Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An. Được biết, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại huyện Thanh Chương được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức vận động tuyên truyền phong phú và được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân. Số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện và người hiến máu ngày một tăng lên. Chiều ngày 1 tháng 12, tại trường Trung học cơ sở Tôn Quang Việt, Hội đồng đội huyện Thanh Chương đã tổ chức chương trình kỷ niệm 65 năm phong trào kế hoạch nhỏ, mùng 2 tháng 12 năm 1958, mùng 2 tháng 12 năm 2023. Tham dự chương trình có đại diện chuyên viên Ban Thanh Thiếu Nhi Trường học, tỉnh Đoàn Nghệ An, lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, cùng với trên 300 em học sinh của nhà trường. Tại chương trình, các em đội viên học sinh trong nhà trường đã được ôn lại kỷ niệm 65 năm phong trào kế hoạch nhỏ. Trải qua 65 năm, phong trào kế hoạch nhỏ đã trở thành một trong những phong trào lớn của đội. Nhiều công trình có ý nghĩa đã được xây dựng như khách sạn Khăn Quàng Đỏ, nhà máy nhựa Tiền Phong, đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, trở thành một trong những dấu son của đội viên thiếu nhi Việt Nam qua nhiều thế hệ. Phong trào kế hoạch nhỏ có ý nghĩa giáo dục sâu sắc tinh thần tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, gây quỹ phục vụ các hoạt động đội và phong trào thanh thiếu nhi ở các cấp, giúp đỡ học sinh thiếu nhi nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, sinh hoạt và các hoạt động xã hội. Phong trào kế hoạch nhỏ của huyện luôn được duy trì thực hiện tốt. Hàng năm, việc phát động thu gom vỏ lon chai nhựa, giấy vụn nuôi heo đất, công trình ngôi nhà kế hoạch nhỏ để gây quỹ kế hoạch nhỏ, đàn gà Khăn Quàng Đỏ, ngày vì bạn tôi được các em đội viên, các chi đội, liên đội trên địa bàn tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả tốt. Tại chương trình, Hội đồng đội tỉnh đã trao tặng 12 con heo đất cho 12 chi đội, Hội đồng đội huyện tặng một ngôi nhà kế hoạch nhỏ cho trường Trung học cơ sở Tôn Quang Việt với số tiền 5 triệu đồng. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.